Vâng, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Tiếp tục quay trở lại với anh em vẫn là những chủ đề những chiếc trầm điện bát 30. Thì hôm nay chúng em lại quay trở lại giới thiệu lại cho các anh em những cái mẫu trầm bên chúng em, mà hôm nay là con trầm bãi nhé. Dòng trầm đã qua sử dụng, các anh em chơi hay gọi là trầm nghĩa địa, trầm bãi đấy. Đến với các anh em bằng một video giới thiệu ngắn, thì mẫu này là mẫu trầm đến từ thương hiệu Bow, model là AM012 bát 30. Con này là dòng bát mặt và lỗ thông hơi đằng trước. Một cái màu này nó sẽ là màu cánh gián thẫm. Trước đây chúng em có thêm một cái bản màu nữa, hiện nay không về được, nhưng mà màu này là màu nó sẽ tươi hơn, màu tươi hơn. Nó đẹp, nó sang trọng hơn so với cái màu trước đây. Bát này là bát 30. Chút nữa em sẽ tăng volume lên nhé. Hiện tại đang đánh nhưng nó đánh ở cái mức volume nhỏ. Trước tiên quay cho anh em xem cái hình thức đã. Gỗ bạch dương cao cấp, và nó có những cái vân gỗ rất là tự nhiên nổi lên, kết hợp với cái màu này thì các anh em có thể phối mấy đồ nội thất gia đình nhà mình rất là dễ phối ghép. Đa phần những đồ nội thất thì chúng ta đều có cái màu này, đều có cái màu này. Mặt sau của nó thì nó chạy điện 220 vì là phiên bản quốc tế. Nhôm tản nhiệt này, có các nút chiết áp. Nói chung là những cái dòng xúc điện, dòng xúc điện thì nó sẽ có được những cái như là auto tín hiệu này, auto nguồn này, cắt tần số này, to nhỏ này, 11 put và line hoa sen. Và hiện giờ em đang đánh đường line hoa sen. Gỗ dày, gỗ thịt, gỗ nguyên, dòng gỗ bạch dương này, gỗ thịt được sơn cái màu này, nó cũng có cái vân nổi đây, vân gỗ rất là tự nhiên. Model là AM012. Dòng này là dòng đồ bãi, hàng nghĩa địa các anh em. Thường thường những cái con trầm này nó ở trong cái dàn karaoke, dàn nhạc của thương hiệu Bow thì xé lẻ ra bán, bởi vì cái các anh em biết những con loa Bow này bát nó rất là nặng, nhiều khi các anh em ở phòng bé người ta không có những nhu cầu sử dụng thêm trầm thì người ta bán lẻ ra. Giá con này thì nó thực sự là nếu mà chuẩn của nó thì nó trên 10 triệu cơ, nhưng về bên chúng em thì chúng em thanh lý các anh em chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Ok, bây giờ thì em sẽ nhường lại một vài phút cho cái con trầm AM012 nó trình diễn, em sẽ tăng volume lên ạ. Tại thì em đang đánh con này với một đôi loa bát 40 của chúng em. Nếu các anh em đang dùng loa bát 40 thì yên tâm, con trầm này nó vẫn đủ lực để đánh cho các anh em với những cái đôi loa bát to như vậy. Và các anh em khi nghe chúng em test làm những video như này, các anh em vui lòng đeo cho chúng em cái tai nghe vào để chúng ta nghe, kể cả chúng em test chép hay là test tất cả các dàn hoặc là những con trầm điện hay trầm hơi, các anh em đeo cái tai nghe vào chúng ta nghe nó mới được cái độ chi tiết về những cái yêu cầu của chúng ta. Em cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Các anh em đồng hành cùng chúng em thì nhận được thông báo và xem video thì like cho chúng em nhé, chia sẻ cho chúng em. Cũng như là các anh em nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận được những cái video về những cái sản phẩm mà các anh em đang mong muốn, đang tìm kiếm, hoặc là những cái giá cả biến đổi theo từng ngày từng giờ. Đăng ký kênh và ấn chuông thông báo. Bên là công ty Zika Audio trên YouTube nhé. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.